kính bạch thầy, con đang gặp rất nhiều khó khăn trước mắt, con cảm thấy chán nản, bất lực trước hiện tại giữa gia đình và xã hội. giờ này con chỉ muốn xóa ra đi tu như các quý thầy để tìm sự bình an có được hay không ạ? À. kính mong thầy cho con một lời khuyên. con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. không được. Phật tử này thì bây giờ không nên đi tu. nếu thấy cuộc đời khó khăn trước mắt thấy chán nản thấy bất lực giữa cuộc sống đời thường chán trường giữa cuộc sống đời thường gì do mình gì mình bị bế tắc mà tìm đến xuất gia thì xuất gia như vậy cũng chẳng làm được cái gì cho gì cho đạo pháp cả cho chúng sinh cả cho bản thân mình cả xuất gia như vậy á do chán đời lánh đời mà đi tu á giống như cái câu câu chuyện tình lan và điệp á chúng ta biết câu chuyện tình lan và điệp nó không có thực ở trong gì ở ngoài đời đâu ở trong đạo đâu nhưng mà do một cái ông ca sĩ à xin, xin lỗi mà ông nhạc sĩ sáng tác cái bài hát này và tôi đọc cái bài báo hai ba năm trước cái ông nhạc sĩ này sáng tác cái bài hát này trước khi chết ông bị ung thư mấy loại ung thư ở trong người ung thư gan ung thư phổi ung thư các thứ ông này ông này đã sống bên nước ngoài sống bên mỹ thì phải trước khi chết sống bên mỹ cách đây mấy năm thì phải nhưng bị ung thư rất đau đớn, rất khổ sở Tôi đọc cái bài báo đó tôi biết ngay Vì sao mà ông như vậy? Vì đánh mất niềm tin Rất rất nhiều những tín đồ Phật tử Và những người gì? Những người có thể học mộ đạo Có thể tin Phật, có thể xuất ra Và có thể cho người thân xuất ra Nhưng mà ngay mỗi khi nghe cái bài cái bài hát này Nó, nó thê lương như vậy Tôi kể người nghe Chuyện tình lan và điệp một chuyện tình cay đắng và vân 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 đến cái đoạn gì điệp ơi lan lỡ làng rồi rồi mới đến gì do lỡ làng cho nên lan mới cắt tóc đi tu và đi tu rồi thì vẫn ngày gì ngày ngày mộng mơ ngày ngày nhớ lại cái chuyện tình yêu của mình cái mối tình gì khi chưa xuất gia của mình cho nên Lan tuy thân ở trong chùa Nhưng tâm vẫn tưởng tới người yêu Điệp tuy lấy vợ Nhưng mà gì Cuộc sống cơm không lành, canh không ngọt Như trước đây mình mơ tưởng lấy được cô vợ nhà giàu Thì mình sẽ có hạnh phúc Nhưng bây giờ về lấy vợ nhà giàu Nhưng mà gì không hạnh phúc cho nên mới tưởng đến cô người yêu Vì vậy mới có cái câu là gì cái câu gọi là điệp đến cửa chùa này, nhìn thấy Lan mới nói Lan ơi đừng cắt đứt dây chuông đừng lặn lùng khép công đấy hay có cái câu đấy và đạo phật của chúng ta nếu mà người xuất gia toàn là như vậy thì thử hỏi rằng có phải một đạo của một gì đạo của trời người hay không có là bậc thầy của trời người hay không không phải nếu mà người xuất gia toàn như vậy thì nó chẳng khác gì một cái trại uh, gọi là một cái trung tâm nuôi dưỡng những cái kẻ tâm thần những cái kẻ bệnh hoạn và những cái kẻ gì những cái kẻ uh, đầu đường xó chợ khô rách áo ôm không còn nơi nương tựa mới gì mới vào cửa chùa mới đi quét lá đa mới đi đi ăn cơm phật không phải không phải như vậy cho nên trường hợp này hỏi là như vậy con có nên đi tu hay không thầy khuyên ngay là chỉ không nên đi tu bao giờ giải quyết hết những vấn đề khó khăn trước mắt và sau lưng và bao giờ mà vị này thấy không chán nản không bất lực giữa cuộc sống đời thường giữa gia đình và xã hội nữa nếu có tâm đi tu mới tìm đến chùa để đi tu và đi tu bằng phải phát cái tâm gì trên thì cầu phật đạo dưới độ chúng sinh dù gian lao khó khăn vất vả đến đâu dù cho thịt nát xương tan cũng không thoái đạo dù cho thầy tổ có, có trách, có mắng Có chửi, có đánh Mình cũng gì? Cũng không để tâm thoái đạo Không rời thầy mà đi Nếu như thầy đó thì thực sự có đạo Ngày xưa Câu chuyện của ô xào thiền sư Ở bên Trung Quốc Ngài có một đệ tử hầu ngài 7 năm Chưa từng dạy Đạo lý cho gì cho đệ tử một lời đệ tử chứ sáng tối cơm sáng tối cơm chiều tối cơm mang lên dân sư phụ sư phụ gì nhận và ăn sư phụ tắm ra giặt thì đệ tử mang quần áo đem đi giặt giặt xong mang lên để đó sư phụ gì sư phụ mặc vậy thôi bảy năm sau trò lên lễ sư phụ bảo là gì con đỉnh lễ sư phụ để gì muốn sư phụ gì khai ngộ cho con giảng đạo cho con Sư phụ nói gì Chẳng ngày nào là ta không giảng đạo cho con cả Mà thầy học trò thì Nhớ lại gì 7 năm mình nhờ với thầy Thầy đã bây giờ giảng cho mình câu nào đâu Mình hầu, hầu ông ấy thì nghĩa bụng là mình hầu ông ấy suốt cả 7 năm trời Nay mình dám lên lễ ông ấy Mà rất là chân thành Rất là thành kính Thì cầu ông ấy để giảng đạo cho mình Mà trái đất ông ấy nói cái gì cả <laughs> và ông đệ tử quyết định ra đi sư phụ không nói gì khi đệ tử quyết định ra đi sư phụ không nói gì nhưng ra đi ấy, khi sư ra đi một được một đoạn dài dài rồi ấy, ngày ô xào thiền sư mới gọi là gì xà lê ông đệ tử giật mình quay lại ra đi được khá khá xa rồi ấy tức là cũng khoảng vài chục mét, ông thầy ở trong rừng thường ở trên cành cây làm cái tổ ở trên tổ anh gọi là ô xào thiền sư ở trên cành cây làm cái tổ ở trên đó gọi xa lê ông đệ tử gì giật mình quay lại người thầy tử bi nói rằng hàng ngày ông đưa cơm ta tiếp nhận ông đưa chăn ông giặt áo ta mặc ta đắp vậy thử hỏi rằng có cái gì không phải là pháp đâu có cái gì không phải là không pháp ông nói xem nào có gì không phải ông đưa cơm ta tiếp nhận ông đưa chăn đưa áo gì ta mặc ta đắp có cái gì không phải là pháp ngay câu nói đó ông đệ tử tự nhiên là gì đại ngộ ở trong tâm tự nhiên là gì thông suốt giáo lý của Phật sụp xuống gì lại ba lễ và khóc rưng rức ra mới nghĩ gì thầy tử bi thầy quá tử bi và sau này đệ tử của thiền sư ô xào đó trở thành một vị cao tăng rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa đó chúng ta thấy học đạo đâu có cứ phải là gì? thầy phải chỉ bảo tận tình cái này cái nọ cái kia mới làm mới là dạy đâu ở bên thầy học với thầy không phải là cứ thầy cứ phải tận tình chỉ bảo cho mình mới là người thầy tốt. Hãy xem việc làm của ông thầy mình với mình và với cho chúng sinh, mình biết ông thầy của mình tốt hay là xấu. Mà thậm chí xem chưa đủ, nghe chưa đủ thì dùng tâm để mặc cảm. Nhìn hành động. Nhìn việc làm gì, có ông thầy để mà cảm. Đó. Cho nên ở đây thầy mới nói đây, bao giờ mà vị này mà thấy cái việc cái tâm của mình tính rồi nghĩ đến về chúng sinh mà xuất ra rồi thì mới xuất xuất ra còn không á thì cứ ở nhà đi đã tụng kinh niệm phật nghe pháp ở tại gia đi đã bao giờ thực sự phát tâm vì chúng sinh mà cầu đạo vì chúng sinh mà xuất ra thì mới xuất ra Đó. Thôi, hôm nay thì thời gian đã quá 30 phút rồi. Đến 10 giờ đến tận 10 rưỡi rồi. Vẫn còn câu hỏi nữa thì để, để, để đến uh, tuần sau thì chúng ta sẽ nghe trả lời tiếp. Thế hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.